hay là chỗ này que thôi, ép vào trong cổ luôn. Ừ. Là nó trong. Giống thì giống. Mở mở cốp xe. Và cốp xe để cho anh. Bầu này bầu to là bầu chỉ đi Sài Gòn đúng không? Còn chú là chứ bầu chỉ bầu như bầu này thôi này. Đây là bầu làm riêng cho cánh Sài Gòn đấy chưa? Thì bầu to mấy bầu này đúng quy chuẩn của viện giống cây trồng luôn đấy. Bầu mua ở trong viện giống nha đấy. Chứ ở về nhà chú có địa chỉ mới có các thứ ở trong đấy là ở viện giống. Bởi vì cháu làm xuất đi, đầu tiên định làm xuất đi dự án đấy, nhưng mà sau cháu không bán cho. Bởi vì tránh cái trường hợp người ta bán cho xong người ta làm trả. Ừ. Thế thì anh... vào. Anh đưa lên cây đẹp long lanh bầu, đây là bầu 15, nó to bằng cái chai coca đấy. Xuất sang bên châu Âu. Không lấy sợi dây để quăng để đóng cốt tại. Mấy cây quế dương có đánh dấu riêng không? Anh là coi coi tốt. Rồi. Xong rồi mai người ta đi ra đường người ta về cái xe của sở nông nghiệp. Okay. Đấy, cây này ba giống đấy, xuất rồi. Có người nhận mua đi biếu rồi, chiều có khi phải tranh thủ. Lúc nào xong để bênh cái bầu lên để buộc quả. Đẹp nhỉ? Gốc của nó quá đẹp luôn. Nó có mấy quả bưởi đỏ, ba quả bưởi đỏ với ba quả quế dương. Đây là quả bưởi đỏ này. Có đây đấy, cứ gãy nhớ. Đấy. Đấy quả bưởi đỏ này to này nhưng ăn được đấy, to đùng. Có được cụ thể gãy. Xin chào quý vị và bà con. Hiện tại Hà Bình Con, Hà Bình Ngon đang xuất cái giống con cho chú tên gì nhỉ? Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong ở Hưng Yên, Khói Châu à? Kim Động. Chú ở Kim Động. Hưng Yên nên đây lấy cái giống, đây là giống bưởi mà lâu này thì Hà Bình Ngon làm bầu to hơn, bầu đúng quy chuẩn của viện giống cây trồng là bầu 15, to bằng cái chai coca nhựa, nó mới được một đợt nọc như thế này, nhưng mà do nhu cầu của khách hàng cần trồng trong năm cho đẹp, thời tiết nó mát mẻ thuận lợi thì sẽ đánh một đợt nọc này trồng thì rất là đảm bảo. Và bộ rễ ăn ra ngoài như này chưa nhiều, cho nên là khi trồng là hầu như là không phải cắt lá. Nếu cây hai đợt nọc như là cây bưởi quế dương đây. Đây là cây bưởi quế dương hai đợt nọc Hà Bình Ngon đóng bầu 13 thì rất là to đẹp, nhưng mà về phải cắt vào hết lá và bấm vào ngang cành như này, bấm vào hết lá như này. Nhưng cây này thì trồng là không phải bấm lá, chỉ có bỏ bầu ra thôi. Rất đẹp, cây bột đợt nọc, cây hạt đợt nọc khác nhau hẳn. Đây là quế dương rất là khỏe. Đó, đi vào nhà.